Mẫu xe Toyota Fortuner sản xuất năm 2009, được sử dụng hộp số tự động máy xăng 2.7 anh chị nhé, hai cầu. Em đang chào bán mẫu xe tại salon với mức giá là 365 triệu đồng, có bao gồm phí rút hồ sơ vận chuyển toàn quốc cho anh chị. Quý vị anh chị bạn đang có nhu cầu sở mua chiếc xe gầm cao số tự động về sử dụng đi gia đình, liên hệ trực tiếp cho em Loan qua số điện thoại 0327665809 hoặc đến xem xe trực tiếp tại 189 phường Hiệp Sơn, thị xã Kinh Môn, Hải Dương. Vâng, Fortuner thì bên em còn tầm 5 chiếc anh chị nhé, đều giá chỉ là dưới 400 triệu thôi, dưới 400 triệu. Và thực sự là toàn những cái mẫu xe số tự động hai cầu máy xăng thôi. Đấy, nên là hợp nhu cầu sử dụng của anh chị nào có thể đến xem xe trực tiếp hoặc là Zalo cho em sẽ hướng dẫn cũng như là tư vấn cụ thể về chiếc xe cho anh chị nhé. Đây này, Fortuner bên em còn khá là nhiều luôn. Và một số xe ở đằng sau cái nữa, và có một vài chiếc là đi dọn. Với cái chiếc xe này thì bên em có bao gồm phí rút hồ sơ vận chuyển toàn quốc cho anh chị nhé. Bao đẹp không nỗi. Đấy, hoàn toàn về sẵn sử dụng. Thì đối với cái chiếc xe này thì mức tiêu hao nhiên liệu đối với thời điểm xăng hiện tại bây giờ thì nó dao động tầm 13 đến 15 lít trên 100 km đường trường. Form dáng rất đẹp luôn, tông màu bạc anh chị nhé, và chiếc xe là gốc Hà Nội nên thực sự là rất phù hợp cho quý chị các bạn khu vực thành phố là sang tên đồi biển là mẫu xe. Đấy, chỉ có 365 triệu thôi chị nhé. Đây, chiếc màu bạc này là biển số 30, cũng là sản xuất năm 2009 anh chị nhé. Đấy, giá thì đều như nhau thôi. Em quay chi tiết một chiếc cho anh chị này. Đấy, tổng thành xe hoàn toàn là về sẵn sử dụng. Tất cả hệ thống đèn của xe đã được ốp chrome này, tránh cho hiện tượng va chạm vào đèn nhé. Rất là đẹp luôn. Xe thì cam kết cho anh chị là không nổi nhá, không có đâm xô, tai nạn ngập nước gì. Hoàn toàn là về sẵn sử dụng thôi. Bốn nốp thì khá là dày dặn, phải đến 80% đấy ạ. Đấy, 80% luôn. Sơn xi căng bóng, không có xuất sát gì nữa. Đấy, lốp nắp này, cua lốp này không có han mục mọt gì nhá, rất là căng bóng luôn, có thể soi gương được luôn. Kính là kính theo xe chị nhá. Nội thất được bọc mới hoàn toàn, cái hệ thống nội thất màu da bò, ba vùng điều hòa độc lập nhá. Toyota một cái mẫu xe rất bền bỉ theo thời gian, không bao giờ nghĩ đến việc hỏng vặt khi đang vận hành trên đường đâu. Rất là yên tâm đối với cái mẫu xe Toyota này. Keo chỉ zin anh chị nhá, phun đồ luôn này. Trang bị màn hình Android, cam hành trình tích hợp ở trên xe, cam đùi, số tự động hai cầu máy xăng, phù hợp cho anh chị đi công trường, công trình, đường đồi núi cao, đường khó đi dốc này. Đấy, thì sở hữu cái mẫu xe gầm cao này thực sự là quá ok luôn. Đối với cái thời điểm hiện tại xăng là 31.000 đồng thì cái mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe thì cũng khá là nhiều. Thế nhưng mà phù hợp với nhu cầu sử dụng cũng như kinh tế công việc của mình thì có thể sở hữu được chiếc xe này, không nghĩ phần xăng cộ nhá. Này, cái phần mặt ca lăng của xe này. Đấy, biểu tượng Toyota. Đèn là đèn nguyên bản theo xe nhá, 2.9 form mới rồi. Ghế chỉnh điện hai bên, vô lăng tích hợp. Ở bên em thì có nhận trao đổi xe, nên quý vị chị bạn có nhu cầu trao đổi xe, chiếc xe của mình cho bên em ấy, thì có thể chụp chi tiết chiếc xe của mình nhé, gửi qua Zalo để hai bên đưa ra cái mức giá phù hợp có thể trao đổi cho nhau. Đối với cái hệ thống khoang máy của chiếc Toyota Fortuner này, hoàn toàn không có cấn đụng đâm xô gì, lỉ capo còn theo xe. Đây, hệ thống cách âm của nó rất là tốt luôn. Em đang để điều hòa nhé, đang để điều hòa, quay cho chị luôn này. Đấy, để điều hòa mà hệ thống máy nổ khá là êm ái luôn này. Không có hiện tượng rung lắc nhá, rằng theo xe. Máy rất là sạch sẽ và khô ráo. Đấy, hợp nhu cầu kinh tế chiếc anh chị nào mà có thể ưng chiếc xe này thì có đến xem xe. Đấy, màu bạc bên em còn 2 chiếc, còn lại là màu đen. Thế nên chị các bạn có thể tham khảo thoải mái tất cả các salon bất kỳ, hướng dẫn thợ thuyền qua kiểm tra để có thể sở hữu được chiếc xe. Không có đâm va chạm gì. Đấy, xe hoàn toàn là về sẵn đi thôi. Khá là đẹp không nổi. Gầm đây. Đấy, gầm rất sáng anh chị nhá. Không có han mục mọt gì này. Đấy, không có han mục mọt gì.
3 vùng điều hòa độc lập. Giằng cột là theo xe luôn. Đấy. Một cái mức giá rất phù hợp cho một chiếc xe 7 chỗ số tự động. Quý vị anh chị các bạn Zalo trực tiếp cho em Loan là 0327665809 để được chốt cọc chiếc xe cũng như tư vấn cụ thể hơn. Lần đầu anh chị các bạn xem xe thì có thể theo dõi clip của em, có thể đăng ký kênh, bấm nút chuông thông báo màu đỏ bên phải màn hình, like và chia sẻ cả kênh giúp em Loan nhé, để theo dõi cập nhật những cái mẫu xe mới nhất đưa lên. Hẹn gặp lại quý vị anh chị các bạn qua những video clip tiếp theo ạ.